Dạ vâng, đệ tử Cao Phong xin chào các bác và anh em. Hôm nay em sẽ lên sóng mở nội thất những cặp loa hàng bãi xịn đời cao Audio Center, model là PF12 cộng bát 30 từ 19 coi 76 và tép kèn. Đây là những model đời cao nhất của loa Audio Center. Loa Audio Center thì luôn luôn được mệnh danh là ông vua loa karaoke, hàng bãi xịn đến từ Tây Ban Nha. Loa đẹp xuất sắc luôn, các bác nhìn nhé. Em đã tháo tất cả các ốc căng bát tép ra, bởi vì một mình em thao tác và tránh mất cái thời gian để video nó dài lên, nên các bác theo dõi nó mất thời gian, nên em đã tháo sẵn ra. Lát em sẽ lần lượt nhấc căng, nhấc bát, nhấc tép ra để cho các bác chiêm ngưỡng được những đôi loa Audio Center hàng bãi xịn đời cao, đẹp xuất sắc vừa về. Hàng em tuyển chọn rất là kỹ càng, nên là đến tay các bác thì nó rất là tuyệt vời. Đây các bác nhìn này, cái căng Audio Center này, logo Audio Center nhé. Đấy, rất là nổi tiếng, căng bằng sắt. Và dòng loa Audio Center này bát 30 cho nó thiết kế thùng vách nó bo góc này các bác nhìn, nên cực kỳ là gọn. Cũng là bát 30 nhưng mà tất cả các dòng loa Audio Center bao giờ nó bo góc rất là gọn gàng, nên là kích thước của nó thon gọn. Các bác ghép vào mọi khấu hình âm thanh karaoke gia đình với những căn phòng dưới 50m2 thì các bác chơi 1 đến 2 cặp loa này cho một căn phòng karaoke là hay, tuyệt vời. Đây các bác nhìn, đây những cái căng này em đã tháo sẵn nha. Em lần lượt nhấc cái căng này ra để cùng các bác khám phá cái nội thất của những cặp loa này. Em tháo sẵn rồi, em tránh mất thời gian. Em phải tháo sẵn chứ không thì nó cực kỳ là nhiều ốc. Đấy, tháo cái ốc này nó rất là mất thời gian. Cho các bác cùng chiêm ngưỡng. Căng của nó rất là đẹp. Căng nó bo uốn lượn cực kỳ là đẹp. Những cái căng vào đây, các bác nhìn nhá. Bát và phễu tép. Khi mà các bác chỉ cần nhìn qua về hình thức bên ngoài là các bác đã biết được hàng bãi xịn, bởi vì những cái phễu tép này của hàng bãi nó luôn luôn là màu đỏ rồi, nhưng nó đỏ vừa phải các bác nhìn. Nó không đỏ một cách là đỏ gay gắt như cái hàng nhái mà hàng mới của Trung Quốc đâu. Mà những đôi loa hàng bãi xịn của Audio Center nó có độ đỏ dịu vừa phải, rất là đẹp. Đấy, bắt đầu mà dành về loa Audio Center các bác chỉ cần nhìn cái màu phễu là các bác đã biết rồi. Còn nếu hàng nhái nhé, hàng nhái hoặc là cái hàng mới của Trung Quốc ấy, nó đỏ tươi, đỏ gay gắt như màu cờ các bạn. Đây là bát 30, gân vải lụa tẩm dầu, và nhà sản xuất đã quét lên màng bát này những cái lớp keo để chống nước. Đây là nguyên bản các bác nhé, đẹp xuất sắc luôn. Gân 3 đường xếp, gân vải lụa tẩm dầu 3 đường xếp này, kể cả cái gân còn rất là mới và đẹp, dính tay. Nên là những đôi loa này về các bác không cần phải làm cái gì cả. Gân này các bác nhìn này, đó, gân vải tẩm dầu. Em quay xa một chút các bác ngắm tổng thể. Nhà sản xuất đã kéo quét một lớp keo nguyên bản chống nước cho những cái màng bát này. Rất là đẹp. Và đây em đã tháo ốc ra rồi, thì em nhấc cái bát này lên để nó có cái lỗ này, coi như lùa tay vào đây để nhấc cái bát này lên này. Đây coi nhá. Bát này bát từ 19 coi nhá. Đấy, dòng bát đời cao là từ 19. Tiếp kèn. Các anh chiêm ngưỡng cái bát. Bát 30 từ 19, bát rất là đẹp. Đây các bạn nhìn cái từ của nó từ 19 này. Còn nếu mà đời F12 thường ấy, không có dấu cộng ấy, thì từ nó nhỏ nhỏ có 17 thôi. Nhưng con này là đời cao F12 cộng, nó từ của nó là từ 19. Và đây tép kèn nữa nhỉ, tép. Và trên từ của nó đều có ký hiệu Make in Spain là của Tây Ban Nha các bạn nhé. Hàng bãi xịn Tây Ban Nha Audio Center này. Đấy, số series này. Cho từng quả một. Đó. Và bây giờ em sẽ đứng máy em nhấc từng cái bát lên cho các bác. Vâng, do một mình em thao tác nên em đã nhấc sẵn một loạt cái bát lên, các bác nhìn này. Đó, một dàn bát, bát 30 từ 19 côn 76 và một tép kẹt. Và rất là đẹp. Các bác nhìn cái bát này, cực kỳ mới, đẹp. Chân kẹp dây loa các bác nhá, âm dương.
Đấy, hàng bãi xịn của Audio chân tư này. Các bạn nhìn cái phễu tiếp của nó cũng là có Make in Spain này. Đây các bạn nhìn, Tây Ban Nha nhá. Đấy, Make in Spain, hàng bãi xịn, rất đẹp. Và đây là cái phân tần của nó này. Phân tần của dòng loa này thì nó cực kỳ là gấu luôn. Các bạn nhìn cái phân tần của nó quá đẹp luôn, đời cao. Nên là tất cả các cái model của Audio này là đời cao, F12 cộng nó đời cao, nên là bao giờ nó cũng rất là đẹp. Đấy, quả nào phân tần của nó cũng rất là gấu. Cái phân tần của đời F12 cộng này nó to hơn là cái đời F12 thường các nhá. Có nhìn cái cuộn cán này, con trở sứ này. Đấy, cái phân tần to không khác gì cái quyển sách của các cháu đi học sinh ấy, đi học rất là lớn. Hai con trở sứ to gần bằng cái bằng ngón chân cái luôn các bạn. Hai con trở sứ to, những cuộn cán này. Đấy, con tụ vàng, tụ rất là tuyệt vời. Đấy, bát nào thùng nào như vậy, phân tần nào rất là đẹp, đều đồng đều như nhau, dây to. Đấy, bông tiêu âm ma trận này, bông tiêu âm xịn của Âu Chân Tư. Đấy, này, thùng nào vậy nhé, rất là đẹp. Một loạt này các bạn nhìn, quay xa các bạn nhìn, nhìn rất đẹp chưa. Đó, phân tần của dòng Âu Chân Tư đời 12 cộng này nó rất là lớn. Đó, đẹp xuất sắc luôn. Cái dòng này thì chất âm của nó rất là hay, tất cả zin hết các bạn nhé. Bát tép đẹp, phân tần đẹp và thùng vách đẹp, zin. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu liên hệ để từ các phòng để sở hữu những đôi loa Audio chân tư PF12 cộng này. Quay lại các bác về cái thùng vách của nó này, hàng bãi xịn, đời cao. Đấy, cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Hàng bãi xịn đây, có nhìn lên trên hàng bãi bao giờ nó phải có cái lớp gioăng này nhá. Đấy, và trên thùng để lắp bát vào nó có một cái lớp gioăng này. Đấy, nếu hàng bãi xịn nhá. Còn hàng nhái, hàng mới Trung Quốc nó không có đâu. Đấy, trên thùng này này, nó có lớp gioăng để các bác lắp. Và trên phễu tép nó cũng có phải có lớp gioăng cao su này. Đấy, và màu phễu của nó đỏ vừa phải thôi, không bao giờ nó đỏ gay gắt, không bao giờ nó đỏ tươi kiểu màu cờ mà đỏ gay gắt như kiểu hàng nhái đâu. Nếu hàng mới của Trung Quốc ấy, các bác nhìn nó khác ngay, khác bọt ngay. Như hàng bãi của Tây Ban Nha này nhìn rất là khôn. Bát 30 từ 19 côn 76. Từ bát rất là đẹp. Các bác nhìn này, từ bát này, côn nhện zin hết. Bao zin xịn sò các bác nhá. Và cái dòng Âu Chân Tơ này cái nhện của nó làm rất là cao. Đấy, cổ nhện rất là cao, cổ côn rất là cao. Nên là tiếng hay. Đấy, bát đẹp xuất sắc luôn. Từ to 19 côn 76. Tuyệt vời. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.